Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Đây là hình ảnh khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn vào khoảng tháng 6 năm 2020. Còn đây là hình ảnh khu du lịch Đồi Rồng ở cái thời điểm hiện tại, cuối tháng 6 năm 2022. Như vậy là sau khoảng 2 năm xây dựng, dự án Đồi Rồng Đồ Sơn đã có quá nhiều những cái sự thay đổi. Một cái diện mạo hoàn toàn mới và cách vận hành chuyên nghiệp hơn đã đem lại cho du lịch Đồ Sơn nhiều sự khác biệt, sánh ngang cùng với lại các khu du lịch trong nước. Hôm nay Hải Phòng chúng tôi xin mời tất cả các bác cùng cập nhật một số những cái thay đổi của dự án Đồi Rồng Đồ Sơn các bác nha. Đây là hình ảnh khách sạn 5 sao Dream Đồ Sơn Render Resort, là khách sạn 5 sao mang đẳng cấp quốc tế với chiều cao 14 tầng, quy mô 303 phòng. Các phòng hội nghị siêu khủng với sức chứa lên đến khoảng 1.000 người. Hiện tại thì khách sạn đã hoàn thiện xong phần mặt ngoài, đang hoàn thiện nốt phần nội thất bên trong và các cái tiểu cảnh trang trí phía dưới chân khách sạn. Có thêm một cái điểm thay đổi nữa, đó là chủ đầu tư đang tích cực hoàn thiện 42 căn villa bao quanh cái khách sạn 5 sao này. Mỗi căn sẽ có độ cao từ 2 đến 3 tầng tùy thuộc vào cái vị trí. Phía trước mỗi căn đều sẽ sở hữu một cái không gian rộng thoáng của các cái bãi tắm nhân tạo. Dự kiến thì tổ hợp khách sạn 5 sao này sẽ bắt đầu đón khách vào quý 4 năm nay. Đây là hình ảnh phân khu shop house Kim Long với cái màu sắc phải nói là vô cùng lòe loẹt. Mặt trước các cái dãy shop house này chính là hồ truyền thuyết, nơi diễn ra các lễ hội của Đồi Sơn trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa rồi. Như theo phối cảnh thì dự án sẽ nằm tại cái khu vực này. Các cái căn shop house nội khu thì cũng đã được cất nóc và đang được sơn sửa mặt ngoài. Tổng thầu của dự án này là nhà thầu Vạn Lộc. Chỉ sau khoảng hơn 4 tháng thi công đã hoàn thiện được đồng loạt các cái dãy shop house của phân khu Kim Long này, một cái nhà thầu khá mạnh và uy tín. Đây là quảng trường Dragon Beach ở một cái diện mạo đẹp hơn, xanh hơn so với cách đây 3 tháng mà Hải Phòng chúng tôi đã cập nhật. Tại quảng trường này thì hiện đang được bổ sung thêm 6 cái cột màu trắng kia để triển khai công nghệ 3D mapping các bạn. 3D mapping là một kỹ thuật kết hợp giữa công nghệ 3D, công nghệ làm phim tạo ra những hình ảnh chuyển động theo không gian 3 chiều. Các bác chỉ có thể thấy được công nghệ này tại Dragon Đồ Sơn khi nó về đêm thôi. Các đơn vị vận hành sẽ chiếu những hình ảnh các sinh vật biển xuống bãi biển ngay phía trước mặt các bác đấy, tạo một cảm giác rất là thật. Phía trước các bác đây chính là hình ảnh tổ hợp công viên Legend Park rộng 25 hectare. Đây là tổ hợp gồm hai công viên, một công viên nước thủy tinh và một công viên trò chơi mạo hiểm mang tên Sơn Tinh. Đây là hình ảnh cổng vào đang được chủ đầu tư hoàn thiện. Nó khá giống với phối cảnh của dự án phải không bác? Công viên nước sẽ được khẩn trương triển khai vào hoàn thiện trong năm nay. Và các cái dãy nhà phía trước kia vẫn là các cái dãy shop house của phân khu Kim Long các bác nhé. Với kinh nghiệm đi chơi công viên nước của tôi thì đây sẽ là một cái hồ tạo sóng. Về cơ bản thì khu vực này đã được định hình, tuy nhiên thì hoàn thiện được trong năm nay theo quan điểm cá nhân của Hải Phòng trong tôi thì hơi khó.
Phía bên này sẽ là một bến du thuyền. Ngay kế bên sẽ triển khai khu vực khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Và sẽ có thêm một tuyến cáp treo từ đỉnh núi Long Sơn, nơi xây dựng chùa Tháp Tường Long, xuống khu vực Dragon Đồ Sơn này. Đây sẽ là nơi xây dựng công viên Sơn Tinh. Tuy nhiên thì vào tháng 7 sắp tới sẽ có một cái sự kiện hết sức đặc biệt, đó là xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam. Cộng đồng ô tô fan cùng với lại khu du lịch quốc tế Đôi Rồng sẽ triển khai xếp xe hình bản đồ Việt Nam tại cái khu vực này. Dự kiến thì số lượng xe sẽ lên đến khoảng 1.700 xe. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng 7 sắp tới. Các bác nhớ sắp xếp thời gian để tham gia nhé. Đối diện với tổ hợp công viên thần thoại chính là phân khu Cát Long. Phân khu này cũng đang được triển khai khá rầm rộ. Đây là phân khu cũng sẽ chủ yếu cung cấp và triển khai các cái dãy shop house và liên kế nội khu, do tiếp giáp với lại khá nhiều những cái trục đường nội khu rộng lớn. Ở giữa sẽ là một nhánh của biển hồ nhân tạo Lagoon rộng 27 hecta. Hiện tại thì chủ đầu tư đang đồng loạt triển khai 398 các shop house và liên kế nội khu. Nhà thầu được lựa chọn để triển khai của dự án này thì nhưng mà hình như vẫn là logo của Vạn Lộc Construction thì phải. Với hạng mục biển hồ nhân tạo thì chủ đầu tư cũng đang mang cát trắng về đổ để tạo ra những cái đường bờ biển kia rồi. Xin giới thiệu với các bác thêm một phân khu nữa, đó chính là phân khu Châu Long. Đây là tổ hợp các căn biệt thự riêng biệt với chắc chắn sẽ có một mặt view hồ nhân tạo Crystal Lagoon. Crystal Lagoon sẽ là biển hồ lớn nhất Đông Nam Á khi nó chính thức được hoàn thành. Ở thời điểm hiện tại thì như các bạn thấy đây thì phân khu Châu Long này mới chỉ dừng lại ở việc san nền, định hình nên các khu vực. Một số bờ biển thì cũng đã được trải cát trắng rồi và có lẽ là nó sẽ cần thêm thời gian để có thể hoàn thiện. Ngoài ra thì các cái phân khu như Hoàng Long, Thiên Long, Hải Long, Hưng Long, Thanh Long cũng đang chỉ dừng lại ở mức độ san nền, ép cọc. Có lẽ là các cái phân khu này sẽ được triển khai trong cái giai đoạn 2 của dự án. Với hợp phần sân golf Dragon Goblin cũng đã được bắt đầu triển khai cái mặt sân và các cái lỗ golf kia rồi. Đây là một sân golf 27 lỗ siêu rộng với tầm nhìn panorama 360 độ ra biển Đồ Sơn. Tuy nhiên thì chủ đầu tư sẽ cho triển khai 18 lỗ trước và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm nay. Phía bên ngoài, phần tiếp giáp với biển thì cũng được chủ đầu tư hoàn thiện xong hệ thống bờ kè rồi. Thêm một điểm đáng chú ý nữa, đó là đảo Năm Cánh Phượng hình như cũng đang được hồi sinh kia rồi. Một trong Năm Cánh Phượng đã bắt đầu được san nền, định hình lại cái khu vực. Nếu thực sự đảo Năm Cánh Phượng được hồi sinh khi hoàn thành thì nó sẽ lại trở thành một biểu tượng vô cùng đẳng cấp của Hải Phòng tại Đồ Sơn. Đây là hình ảnh bãi tắm Vịnh Rồng, một bãi tắm không mất phí tại Dragon Đồ Sơn, cũng đang tiếp tục được hoàn thiện và bổ sung thêm các cái công trình phụ trợ, như bổ sung thêm các cái lầu bát giác kinh doanh, rồi các cái điểm tắm tráng nữa. Khu vực này sẽ là công viên tâm linh với bức tượng Phật Tam Diện cao nhất của châu Á cũng đang được triển khai song song. Còn đây chính là hoàng hôn tại khu 2, khu 3 và đảo Giáo Đồ Sơn. Rất đẹp phải không các bác?
Như vậy là tôi đã cùng các bác đi qua một vòng khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với rất nhiều những cái sự thay đổi tích cực. Với tiến độ hiện tại thì sau 1 năm nữa, Đồi Sơn sẽ trở thành một cái địa điểm du lịch 4 mùa hàng đầu tại Việt Nam với rất nhiều các loại hình dịch vụ. Hy vọng thì tôi và các bác sẽ sớm thấy được những hình ảnh tuyệt vời này. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác thấy sao về dự án Đồi Rồng Đồi Sơn? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phòng cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.